Quý vị và các bạn thân mến, hệ thống đèn chiếu sáng là một trong những yếu tố quan trọng của một chiếc xế hộp, đặc biệt là đối với những ai thường sử dụng xe vào ban đêm. Hiện tại, việc độ lại hệ thống đèn đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống chiếu sáng, độ đèn xe còn thể hiện cá tính của chủ xe, giúp cho chiếc xế hộp của mình trở nên nổi bật hơn. Nào, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu quy trình độ đèn xe qua phóng sự ngắn sau đây. Sở hữu một chiếc xế hộp với hệ thống đèn chiếu sáng ấn tượng, nổi bật, thể hiện cá tính riêng cũng như giúp cải thiện tầm nhìn khi lái xe vào ban đêm là nhu cầu của rất nhiều chủ xe. Chính vì vậy, việc nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng đang được rất nhiều người sử dụng xe ưu tiên lựa chọn. Thông thường chỉ những dòng xe đắt tiền thì hệ thống chiếu sáng mới được trang bị thấu kính hay còn gọi là projector, bóng đèn xenon và dãy đèn LED cho ánh sáng mạnh và chuẩn. Đối với những dòng xe tầm trung, chỉ trang bị đèn halogen không thấu kính sẽ được chủ nhân độ lại thay bằng đèn xenon gắn thêm thấu kính giúp tăng độ sáng của đèn xe. Thông thường một bộ đèn thì gồm có hai phần là cốt và pha. Theo cái xu hướng hiện nay độ đèn là không có chỉ là để mà cho đẹp nữa mà là tăng tính năng an toàn. Những người mà hơi đứng tuổi thì người ta sẽ muốn cho cái ánh sáng mình nó sáng hơn để đi xa trong đêm nó an toàn hơn. Còn nhưng mà những người mà trẻ thì là người ta thích trang trí cho cái đèn mình nó lộng lẫy giống như là nó đẹp hơn. Ưu điểm của việc nâng cấp hệ thống chiếu sáng là đèn xe sẽ sáng và bắt mắt hơn. Ngoài ra, người sử dụng có thể gắn thêm đèn LED hoặc là Android hay còn gọi là đèn vòng quanh thấu kính để tạo nên sự khác biệt cho đèn xe của mình. Tùy vào nhu cầu của người sử dụng, có thể nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng bằng cách thay toàn bộ bộ đèn có thấu kính của các nhà sản xuất phụ kiện cho xe hoặc là thay thế từng phần. Việc nâng cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn về những yếu tố căn bản của hệ thống chiếu sáng như độ chiếu xa, độ gom sáng và quan trọng là không gây chói cho phương tiện giao thông theo hướng ngược lại. Không chỉ tăng cường độ sáng, việc nâng cấp hệ thống đèn xe với ứng dụng công nghệ đèn LED cho xi nhan và đèn LED trang trí giúp chiếc xe trở nên ấn tượng, nổi bật hơn, thể hiện cá tính riêng của chủ xe. Đây cũng chính là lý do khiến anh Nghiêm Xuân Đức, thành viên câu lạc bộ Việt Nam Cruise, quyết định độ lại toàn bộ hệ thống chiếu sáng cho chiếc xế hộp của mình. Lý do muốn độ hệ thống đèn xe, thứ nhất vì hệ thống đèn xe cũ là ánh sáng không đủ cho đi môi trường thành phố buổi tối. Là mình muốn độ ánh sáng là do ánh sáng sẽ sáng hơn và rõ hơn, là mình đi đường xa, đường trường sẽ cảm thấy an toàn hơn. Thứ hai nữa là về vấn đề về trang trí thì mình là muốn phá cách cho cái dòng xe của mình từ nổi trội á. Nên mình thích làm những cái nét trang trí như những cái đèn màu hay là nét đèn LED này kia. Thứ nhất là tiết kiệm điện cho xe, thứ hai là một cái nét phá cách cho cái dòng xe của mình. Khi độ đèn xe là các bạn nên là có sự tư vấn của chuyên viên trước, mình có thể lựa chọn rồi cấu hình làm sao mà cho phù hợp với mình và đòi hỏi cái kỹ thuật của người thợ là cân chỉnh và độ khéo léo để cho tính thẩm mỹ nó nâng cao. Việc nâng cấp hệ thống chiếu sáng phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề của kỹ thuật viên cũng như ý tưởng của chủ xe. Chi phí cho việc nâng cấp này dao động từ 4 tới 16 triệu đồng tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Có thể nói, việc nâng cấp hệ thống chiếu sáng đang là nhu cầu thiết yếu nhằm đảm bảo tính an toàn cũng như tính thẩm mỹ dành cho những người yêu xe.